Cả nhà ơi, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Cứ đến giờ ăn trưa là quý vị hãy nhớ đón xem hẹn ăn trưa quý vị nha. Để gặp mỡ bà Mai dễ thương Cát Tường nè. Và được gặp gỡ hai bạn trẻ tham gia chương trình. Họ đã gặp nhiều trắc trở trong tình duyên, hay là họ chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào. Hãy lắng nghe câu chuyện của họ và đồng cảm với họ. Và bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ vào để gặp gỡ hai nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay. Mẫu người bạn gái em mong muốn là như thế nào? Chăm lo cho gia đình mà chung thủy là được nhiều. Hiền thì có dữ quá. Trời ơi, bà này bà hiền dữ lắm luôn á. Nãy giờ tôi nói cái gì bà cũng ngồi im re, bà cười nhẹ nhàng thôi à. Rồi, bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi. Hy vọng là ngày hôm nay Cát Tường sẽ thành công trong vai trò bà Mai của mình quý vị nha. Hello em trai. Dạ em chào chị. Chờ lâu không? Em chờ cũng không lâu đâu chị. Bây giờ có cảm thấy trong người như thế nào? Hồi hộp lắm. Hơi rùng ha. Dạ. Hít thở sâu, tươi tỉnh lên, đợi chị Tường nha. Rồi. Đây cái ghế đây. Rồi ngồi vô ghế. Rồi em trai có quyền mở mặt nạ ra. Bạn gái của mình đã về vị trí rồi. Em gái giới thiệu trước đi, em tên là gì và làm công việc gì, quê quán em ở đâu? Em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Nam ngồi đối diện và chào bạn xem. Em tên là Nguyễn Hương Vi, năm nay em 32 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Dương. Ồ, chị tưởng em cho tầm 25-26 thôi. Thật sự rất trẻ. Dạ em cảm ơn. Bình Dương ở khúc nào? Dạ ở Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một thì cũng gần thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Còn em trai giới thiệu. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Bình, quê em ở Kiên Giang, 32 tuổi. Em làm ở bên Nhân Trạch Đồng Nai. Em làm nhân viên kỹ thuật cho công ty điện tử. Nhân Trạch Đồng Nai mà biết Thủ Dầu Một không? Dạ biết. Đi qua bao xa? 60 cây. Một tuần chúng ta hẹn hò thể gặp mặt nhau được mấy lần, hay là bao lâu chúng ta mới gặp nhau được một lần? Chắc một tuần một lần. Các bạn đi làm giờ hành chánh hết đúng không? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mạnh của em là em thấy nấu ăn cũng được nhưng mà nó hơi dở xíu. Nhưng mà thích nấu ăn cho người bình thường là mình thích lắm. Người bạn bình thường đó, em thích ăn món đó là ok, em sẽ nấu liền. Nhưng bình thường hiện tại trong cuộc sống là em tự nấu ăn hay là em ra ăn cơm ngoài? Em ăn cơm tiệm. Ồ, ăn cơm tiệm bởi vậy mới vậy chứ mà ăn mình tự nấu là có người chăm sóc là khác liền. Chị thấy em là hơi ốm một chút xíu ha. Hoặc mày sáng sủa thì hơi ốm thôi. Khuyết điểm gì không? Em hay quên. Làm việc những cái chuyện gì mà nó không đáng, em quên hết là những chuyện gì nó nhớ là em nhớ dài lắm. Thì đúng vậy, được rồi, chia cho đầu óc nó thanh thản đi. Cần nhớ thì nhớ, dạ. Còn gì thì không cần nhớ là hay quên. Cái đó cũng không phải là khuyết điểm đâu. Có tánh xấu gì nữa không? Tánh xấu thì không có đâu. Không có, chắc không? Hiền, dễ bị hiếp. Rồi còn em có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là em sống cũng giản dị. Ưu điểm đó thôi à. Có ưu điểm là sống giản dị thôi. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em đó là em ít nói. Em giao tiếp cũng không có được khéo. Hơi rụt rè đúng không? Hơi nhút nhát. Tình trường của em như thế nào? Cách đây khoảng 7 năm thì em đã từng kết hôn. 25 tuổi kết hôn. Có một con trai, năm nay 6 tuổi. Con trai 6 tuổi, giờ con đang ở với ai? Dạ, ở với em. Ở với em. Ba của nó thì hiện giờ ở đâu? Dạ cũng ở trong Bình Dương luôn chị. Có liên lạc, có thăm nuôi gì không? Dạ thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Quen gần một năm rồi kết hôn về rồi áp lực là làm dâu. Dạ sau đó 2-3 năm thì bạn em cũng có giới thiệu cho một người bạn, nhưng mà em tìm hiểu vài tháng thấy cũng không hợp. Vậy là chưa có mối tình nào hết sau đó. Mà em có ngại không khi mà nghe thông tin về cổ như vậy? Dạ không, em cũng là một lần gian dở mà. Bao nhiêu năm rồi em? Thì 2015 tới giờ 4 năm. 2015 là 4 năm, có con không? Dạ một bé trai, mẹ nuôi. Sau khi hai người ly dị là bạn ấy là lấy chồng luôn. Rồi 4 năm nay thì em có một mối tình nào khác không? Cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm rưỡi nữa. 2 năm rưỡi mà tại sao cũng không được? Không hợp nhau. Không hợp chỗ nào, quen tới 2 năm rưỡi rồi mà không hợp. Người ấy quay lại với bạn trai cũ. Lúc mà quen em á thì bạn trai đi Nhật. Xong cái bạn trai đi Nhật về thì hai người quay lại. Em lắp vô chỗ trống thôi đó. Thôi nói chung là mình cũng đã từng ai cũng gãy đổ rồi, cũng có nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống rồi. Thì đương nhiên Tường biết là các bạn sẽ rất là e ngại khi mà chọn một cái người mới, nhưng mà mình cũng phải cho mình một cơ hội. Chứ nếu mà mình cứ xét nét, mình lo lắng, mình suy nghĩ nhiều thứ quá thì mình sẽ ở một mình hoài buồn lắm. Đừng để giống chị Tường ha, 15 năm rồi cũng chưa tìm được người vừa ý. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích người đàn ông trầm tính, điềm tĩnh, tâm lý, với lại có sống có trách nhiệm. Về ngoại hình? Cao,
Trên mét 6. Trên mét 6 không em? Dạ em gần mét 7. Mét 7, ok. Nhìn người đó phải đứng đứng hơn em chứ. Đứng đứng là già hơn hả? Chi vậy, tự nhiên muốn người già làm chi? Trời, tao muốn kiếm người trẻ đứng đứng hơn chi. À đừng hút thuốc vậy đi. Có hút thuốc không? Dạ không, em ghét lắm. Nhậu ít ít thôi. Anh này hơi ốm, ok không? Em về em tẩm bổ, tại vì nói chung sống một mình thanh niên mà, xa nhà mà, không có người chăm sóc nên là hơi ốm chút xíu nha. Mẫu người bạn gái em mong muốn là như thế nào? Chăm lo cho gia đình mà chung thủy là được, nhiều hiền quá, đừng có dữ quá. Trời ơi, bà này bà hiền dữ lắm luôn á. Nãy giờ tôi nói cái gì bà cũng ngồi im re, bà cười nhẹ nhàng thôi hà. Đâu, các bạn có chuẩn bị hình phải không? Cho chị Từ xem hình của mình coi nè. Hãy lựa chọn đi, bạn trai trong tương lai của em là ai? Rồi đưa bên kia coi, tôi lựa cho. Ủa, con tắm một hả? Hãy chọn đi, bạn gái của em là ai? Khó quá hà. Tấm đó đó hả? Không cần gợi ý luôn mà chọn trúng tấm đó đó hả? Hay quá, để đó đi lát coi, phải không? Khó quá hả? Bonus cho em thêm tấm nữa nè. Ốm mà, ốm mà cao. Ốm mà cao. Trời ơi, sao hay vậy? Trời ơi, chọn nhầm cái anh đang ngồi luôn. Anh mặc áo cam đang ngồi luôn. Người ta ốm mà cao, bổ chọn cái người ngồi. Hay quá. Để biết xem cái cảm xúc đầu tiên, cái linh cảm đầu tiên của các bạn dành cho nhau có đúng hay không, chờ các tưởng ít phút để mở cửa trái tim nha. Lý do sao chọn cô đó vậy? Linh cảm. Linh cảm hả? Sao bao nhiêu người đứng không chọn, chọn cái anh ngồi thấy ghê vậy? Em đoán vậy á. Mà tại sao đoán vậy hay vậy? Rồi, xin mời quý vị hãy xem và cái sự cái cảm tính của hai bạn này hôm nay, cái giác quan của hai bạn này là có đúng hay sai nha. Mở cửa trái tim. Đúng không em? Hay quá luôn, cô này có hay ghê luôn vậy đó. Trời, em sai rồi. Em là sai rồi đó, bởi vì phụ nữ khi nào giác quan của phụ nữ cũng giỏi hơn đàn ông. Bao nhiêu cái tấm hình ngồi đây không chọn, đứng không chọn, chọn cái thằng cha ngồi thấy tướng thấy ghê không? Mà nghĩ sao sao đi lựa bạn đi hẹn hò bạn gái mà đưa tấm hình ngồi cho hỏi vậy cưng? Là chúng ta đại gia đình vậy mà cũng đoán đúng được, hay thiệt luôn. Đây nè, ảnh đoán em nè. Bây giờ biết cô đó cô nào chưa? Thôi đó chỉ là một cái thử nghiệm đầu tiên cho nó vui thôi ha. Bây giờ là trưa rồi, phải hẹn ăn trưa là cho nên phải ăn nha. Xin mời chương trình hãy cho món ăn của ngày hôm nay. Tặng quà đi cưng. Trời ơi, anh có món quà tặng em. Ờ dạ, em có món quà tặng anh. Dễ thương. Rồi ngồi xuống đi, coi quà gì đây. Hạnh phúc là không chờ đợi. Chờ gì nữa, 32 tuổi là lớn hết rồi, chờ nữa là huốt luôn đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau ha. Một không gian sẽ dành riêng cho hai bạn. Các Tường sẽ cho hai bạn 5 phút vừa trò chuyện và ăn uống với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, cảm ơn chị. Em nói em ở Thủ Dầu Một. Nhà ở đó hay là... Nhà đó, anh là hiện tại anh ở Đồng Nai. Anh ở Nhân Trạch Đồng Nai. Anh ở với anh em hay là ở một mình? Anh ở chỉ một mình thôi. Nên em nhìn anh thế nào? Già quá không? Em có thường hay đi chơi đâu không? Cũng ít lắm, cuối tuần thì hay chở con đi chơi không? Hay đi du lịch đâu xa xa không? Lúc trước có đi mà gần đây thì cũng ít đi. Mình dùng món đi. Cái này là cái mì hả? Mì này là mì spaghetti đúng không? Em hay nấu ăn không đâu? Ít lắm à. Ít lắm à. Anh cũng đang cần người về nấu ăn cho đi ăn ngoài ngoài khổ quá. Nhiều khi muốn ăn cái món này mà một mình cũng không có thời gian nấu. Nếu một mình nấu ăn cái qua loa chút xíu rồi đâu cần gì nấu nhiều. Có người về là nấu ăn nó vui. Anh khoái đi du lịch lắm, đi chơi là vui. Em có thích đi du lịch không? Cũng thích. Này ngon quá. Còn em là gì, Vi ta? Hương Vi. Hương Vi. Tên đẹp, người cũng đẹp luôn. Ở bên Thủ Dầu Một nó có gì chỗ nào chơi vui ta? Thì cũng có quán cà phê, quán ăn. Anh có hay qua đó không? Nhà em gái ở trọ ở bên Tân Nguyên á, cũng gần đó. Hay là lâu lâu qua thăm đó, tại buồn mà nên là qua thăm em gái. Em nói là em cần mọi người ít nói thôi. Ít nói là buồn là sao? Ví dụ như có chuyện gì mà buồn buồn, hai người im lặng đó rồi không gian nó yên lặng.
Tại vì nói nhiều quá thì cũng sợ. Anh này về nhà ở trước nói chuyện lắm, chỉ đi vô công ty thôi. Tại mà nói nhiều lắm, thầy nói cho nó đỡ qua cái thời gian mình làm việc. Về nhà là ít nói chuyện lắm, đóng cửa là ngủ à. Em cao bao nhiêu nha? 1m65 không? Dạ không. 1m62? 1m58 hả? Sao em ngồi nhìn giống cao quá? 1m58 em cần chi? Em cần người chi mà lên hơn 1m60. Em phải 60 là được rồi. Dạ. 60 để lên là đủ chuẩn. Còn em học lớp mấy rồi? Trong trường này là vô lớp 1. Có dịp nào qua bên Đồng Nai chơi? Mình nên dẫn đi chơi, nhiều chỗ đi chơi cũng vui đó, nhiều khu du lịch. Tháng liền anh có nghe nói mà cũng chưa đi tới nữa. Còn nhiều chỗ nó hay hơn. Rồi, mì ngon không? Ngon chị. Rồi, được ăn, chị tưởng đâu được ăn đâu, mắt quay đâu được ăn đâu. Chia sẻ được nhiều không? Dạ, cũng nhiều. À, em định là mình sẽ lập nghiệp ở đây luôn hay là mình sẽ về quê? Em định lập nghiệp ở đây luôn chị. Có dự kiến, ví dụ như mà mình lập gia đình thì mình sẽ, dù có dự kiến về tương lai bao lâu thì mình sẽ có nhà, có cửa để mà ổn định. Em giờ đang dành dùm cũng số vốn tính mua đất. Mua đất? Dạ, mua đất. Công việc em là ổn định rồi đúng không? Dạ, cũng đang xác định là làm ở trong này luôn. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của em là như thế nào? Em nghĩ là hai người là phải tin tưởng. Bạn gái em đang có nuôi một con riêng như vậy thì em có ngại vấn đề đó không? Dạ không. Thì em cũng thích con nít lắm. Thích con nít lắm hả? Ok. Rồi bây giờ chị Tường sẽ có một trò chơi dành cho hai bạn, cho không khí nó vui lên một chút xíu nha. Tường có những cái yêu cầu trong này. Các bạn bóc lá thăm này rồi các bạn yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này, được không? Dạ được. Rồi, bạn gái trước. Em hãy yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Ưu tiên bạn nữ nha. Rồi đọc lớn lên đi em. Bạn hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Hôn ai và ở đâu? Quá đơn giản. Rồi nói đi. Em hôn lúc lớp 6 là bao nhiêu tuổi chị? Trời ơi, 12 tuổi, ông hai. Không, cái bạn nữ kế bên lớp. Cái bạn nữ đó giống như là đang thích em vậy đó. Em muốn nó đi học lúc ở dưới mà quê lên đó. Nhưng ra thị xã học. Đâu biết chưa đâu gì đâu. Lúc đó em để bóng tay dài dài vậy nè, đẹp lắm. Cái bạn nữ đó họ thích cái bóng tay của em dài vậy nè. Cái bạn ấy tỏ tình với em, biết thương, ngày nào cũng biết thương với em. Ngày nào cũng đi xe đạp đó vậy. Ngày nào cũng xuống chở em đi học. Còn người ta không hung em, mắc gì em hung ta? Người ta hung em trước, sao không em hung lại? Má dặn là ai hung mình hung lại. Con nít quỷ. Mới lớp 6 không lo đi học mà lo hung hết rồi hả? Rồi hung ở đâu? Chắc hung trong lớp à. Hung trong lớp luôn? Liền mà. Hung lén hay là hung công khai? Hung lúc giờ ra chơi. Còn mấy có ai thấy không? Chắc không đâu. Dễ sợ. Rồi, mời em. Hãy đọc cái yêu cầu dành cho bạn nữ. Khó là điểm không thích ở đối phương. Cái này khó. Nói thật nha. Chưa đủ sự chính xác. Bạn cảm nhận như thế nào về nhận xét của cô ấy? Bạn ấy nhận xét em thì em cũng ý kiến thì chị chính chắn thì em đã đủ rồi đó, chứ không phải là chưa đâu. Em đã xác định là thương, chứ không phải là thương người này và thương người khác nữa. Ý em không chính chắn là không chính chắn ở điểm nào? Thể tuổi đời và sự từng trải chưa có được nhiều quá chị. Thế là em muốn người lớn tuổi hơn em đúng không? Hồi nãy cô ấy thích là cái người đàn ông nhìn phải già dặn một chút. Hai bạn thì bằng tuổi nhau thì, nhưng mà anh ấy cũng đã từng trải qua một cái hôn nhân đổ vỡ với em rồi. Nhiều khi bên ngoài của anh vậy thôi, nhưng chị nghĩ đây cũng là một người rất là trầm tính và sâu sắc. Tại vì ai đã gãy đổ thì đơn giản là không thể nào mà họ đơn giản như những người bình thường được. Họ phải có cái chiều sâu. Họ cũng trải qua những cái cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống rồi. Tuy nhiên là đây là lần đầu tiên gặp mặt. Các bạn cũng chưa thể nào đủ cái điều kiện để mà chúng ta trao đổi hết được. Ăn thua là các bạn có cảm xúc như thế nào? Hiện tại em cảm trong lòng em cảm thấy như thế nào? Và em có suy nghĩ gì về người bạn gái ngồi đối diện? Em thấy như là rung động xíu. Rung động? Dạ. Thế bạn thấy cũng hiền, cũng nói, ăn nói nhẹ, cũng giống như là cái mẫu người em đang tìm. Chỉ biết nấu ăn ngon, nhưng mà chăm lo gia đình là em nên được rồi. Rồi, thì thật sự đến với chương trình hẹn trưa đó thì các Tường cũng chỉ cho các bạn một cái cơ hội thôi. Còn có nắm bắt được cái cơ hội đó hay không là ăn thua mình. Quyền quyết định là ở các bạn nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta nè, bạn bè nè, đồng nghiệp của các bạn như theo nè ha. Rồi người nhà gia đình của mình cũng đang theo dõi chương trình và rất nhiều khán giả khắp nơi đang theo dõi. Chúng ta đưa ra quyết định, bây giờ là cái thời khắc quan trọng nhất là chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò hay không. Chúng ta không đồng ý, chúng ta không rung động, chúng ta không có cảm xúc, chúng ta có quyền không bấm. Đó là quyền của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm.
Nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta phải nhấn thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý, chúng ta hãy lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn nữ vẫn không bấm? Dạ, cho em nói lại xin lỗi với bạn nam trước. Xin lỗi ekip chương trình và mọi người ở trường quay này. Em sống lệ thuộc, hay lệ thuộc về cảm xúc. Em không có cái cảm xúc ban đầu, cho nên em nghĩ như vậy là chân thật cho cả hai. Đúng rồi, không, ngay từ đầu Tường đã nói rồi, cái cảm xúc của mình là quan trọng nhất. Ở đây thì không đủ thời gian để mình hiểu nhau hết đâu. Ở đây chỉ là cái mình đo cảm xúc trái tim của mình thôi. Rồi mời hai bạn đứng lên hai bên ạ. Kính thưa quý vị, mặc dù là với cương vị là một bà mai, Tường đã không có làm tròn được trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Tường cũng rất là buồn. Không biết quý vị khán giả thì cảm thấy như thế nào, có tiếc nuối cho cặp đôi này hay không. Tuy nhiên với tiêu chí của chương trình, chúng ta chỉ bấm nút khi chúng ta thực sự có cảm giác, có linh cảm và trái tim chúng ta rung động rằng đối phương sẽ là một nửa của mình. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình trong tương lai nha. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị hãy theo dõi và nhấn subscribe ủng hộ kênh quý vị nha. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.